Quyển 87, thứ 1, Nhiếp Trạch Sự Hải Khế Kinh, phần 3. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói: Nhân thắng lợi hài trí, ngu phu phần vị năm, hài trùng kiến sai biệt ở nơi thánh giáo thầy. Nhân của tất cả hành lược có hài trùng cộng và bất cộng. Một, cộng nhân lấy hỷ làm nhân trước tiên. Do hỷ đầy nên mỗi chỗ sanh đến, tự thể được thấm nhuần chướng ngại do sự nhàm chán xa lìa. Ở xứ sắp muốn sanh đến kia, tuy có tất cả nhân phiền não, mà ở nơi xứ hỉ đã sanh ấy, không thể đối với phiền não kia khởi tưởng nhàm chán trái liệt. Lại tức hỉ đây chỉ nương sắc mà nói, nhân trước đã sanh, không đợi nhân khác mà tự chính nó rốt ráo truyền. Hai, bất cộng nhân, đó là xúc thuận theo khổ lạc, không khổ không lạc. Nhìn về phía pháp sở hữu của tâm là thọ, ý diệt không gián đoạn, đồng sanh danh. Hết thảy 10 chủng sắc, nhìn về phía 6 chủng thức do tất cả kia. Tùy từ nhân trước mà được sanh, nhưng sát na, riêng đại nhân khác mới được sanh khởi. Lại nữa, các A-la-hán tầng giải thoát, trí kiến thanh tịnh, có 4 thắng lợi, nên biết không cùng chủng với ngoại đạo. Một, vào lúc hành an trụ tánh thường hằng. Hai, vào lúc trụ an trụ tánh vô tướng. Ba, nhân xa xưa sanh khởi các hành nhậm vận quy về diệt. Bốn, vì này nhân của các hành hậu hữu đã đoạn nên không sanh khởi trở lại. Vì chứng bốn chủng thắng lợi như vậy nên có bà thứ lớp. Vì lấy học trí kiến làm chỗ nương nên chạm đến sự nhàm chán xa lìa, tức ở trong các hành không sanh vui thích cho đến không trụ đắm say vui thích. Vì chán lìa làm tiền dẫn nên đắc ly dục. Vì ly dục làm tiền dẫn nên đắc tâm thiện giải thoát. Từ đó về sau, tức do thường hằng an trụ tâm thiện giải thoát như vậy nên không thuận theo, cũng không chống trái. Hoặc vào lúc hành, hoặc vào lúc trụ, ở nơi tất cả tướng không tác ý trở lại. Ở nơi vô tướng giới, tác ý tư duy, trụ vô tướng. Ở đây tất cả kiến thố trước năng làm trở ngại, này đã vĩnh viễn đoạn trừ, huống sẽ làm trở ngại. Do kia dụng hai lúc, hoặc hành hoặc trụ như vậy, cho đến khi thọ tận dụng vô học, bên trong bát niết bàn mà bát niết bàn, trước sanh khởi hữu thì nay vĩnh viễn tận, đường lại các hành không sanh khởi trở lại. Lại do ba phần để biết kiến lập hữu thân kiến làm căn bản của tất cả kiến thú. Một, đồng hành tiền tế như có người khởi nghĩ. Ta ở đời quá khứ là từng có chăng, là từng không chăng, đã từng là cái gì, từng có thế nào. Hai, đồng hành hậu tế như có người khởi nghĩ. Ở đời vị lai ta sẽ có chăng, là sẽ không chăng, sẽ là cái gì, sẽ có thế nào. Ba, đồng hành tiền hậu tế như có người khởi nghĩ. Ta từng là ai, ta sẽ là ai, nay hữu tình đây từ chỗ nào đến, ở đây chết rồi sẽ đi về đâu. Lại các ngoại đạo lấy hữu thần kiến làm căn bản nên có 62 kiến thú ác. Đó là 18 kiến thú ác là luận thuyết ngã, kế chấp tiền tế, 4 luận thường kiến, 4 luận một phần thường kiến, 2 luận không nhân, 4 luận tưởng có biên không biên, 4 luận bất tử kiểu loạn, và 44 kiến thú ác là luận thuyết ngã, kế chấp hậu tế, 16 luận tưởng hữu kiến, 8 luận vô tưởng, 8 luận phi hữu tưởng phi vô tưởng, 7 luận đoạn kiến, 5 luận hiện pháp niết bàn. Luận kế chấp hậu tế như vậy, lược nhiếp có 5 chủng: 1 luận hữu tưởng, 2 luận vô tưởng, 3 luận phi hữu tưởng phi vô tưởng, 4 luận đoạn kiến, 5 luận hiện pháp niết bàn. 5 chủng như vậy lại lược làm 3: 1 luận thường kiến, 2 luận đoạn kiến, 3 luận hiện pháp niết bàn. Lại tất cả các kiến thú ác đây do 6 nhân duyên mà được kiến lập: 1 do nhân duyên, 2 do nương giáo, 3 do nương tịnh lự, 4 do nương đòi, 5 do nương các kiến, 6 do nơi sành đến,